Hello, xin chào các bạn. Hôm nay bữa sẽ là một nhân vật mới để chào đón mùa Halloween sắp tới ha. Mình nghĩ trong đầu là phải là một nhân vật gì đó thật là vừa đáng sợ, vừa dễ thương, vừa ngầu nhưng mà cũng vui vui nữa. Đầu tiên mình sẽ nặng tất cả bằng giấy nhôm ha. Nặng đầu, nặng mắt, nặng chân. Nói chung là một cách tương đối, bởi vì trong đầu mình đã tưởng tượng ra cái tỷ lệ với lại cái kiểu của cái nhân vật rồi, cho nên mình làm cái việc này khá là nhanh. Sau khi mình làm xong á thì mình sẽ cán đất để mình phủ lên trên các cái thành phần chính là tay, chân, đầu, mắt ha. Con mắt mình sẽ làm hơi to một chút để cho nó có cảm giác hơi creepy một chút ha. Tiếp theo là mình sẽ làm cái hàm răng. Cái miệng của nó làm sao nó cũng phải vừa ghê ghê mà nó vừa buồn cười, mà nó cũng phải ngầu ngầu nữa. Cái đề bài này nó hơi khó khó một chút ha. Thì sau khi mình làm cái môi trên rồi á, thì những cái răng của mình nó cũng vừa kịp khô, cho nên mình gắn toàn bộ cái răng này vô thì nó sẽ tạo ra một cái lợi á, nhìn nó rất là tự nhiên, rất là đẹp. Đấy nữa, mình sẽ làm cái vành môi ở bên ngoài nữa. Bây giờ trong lúc chờ làm cái vành môi bên ngoài thì mình cũng phải sấy nhẹ cho nó hơi khô khô, nó hơi cứng cứng đắp lại. Trong lúc chờ nó khô thì mình tiếp tục làm chi tiết cho chân và tay ha. Chân thì đã xong rồi, mình sẽ làm từng ngón chân một ha. Mình gắn lên thì mình sẽ làm trước cái hõm, để tí nữa mình làm cái móng chân á, mình bỏ vào trong cái hõm đó. Ba ngón thì nó không có được đẹp lắm, tí nữa mình sẽ nặng thêm một ngón nữa cho thành bốn ngón cho nó cân đối. Ok, mình đã tương đối xong phần chân, bây giờ mình sẽ tìm cách làm tiếp cái phần tay. Phần tay chắc mình sẽ làm 5 ngón đi. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình tạo dáng ha. Nó sẽ hơi khòm khòm ra một tí ha. Ok, mình gắn bằng cái đũa này chắc là cũng hơi chắc chắn rồi. Tí nữa mình sẽ dùng keo dán sắt và cái đất á, để mình đính cái tay lại. Mình cũng có cái kiểu của ha hip hop thì nó hơi đội nó ngược. Mấy cái vị trí này á, thì mình sẽ tìm cách mình đính lại bằng đất để cho nó smooth ha. Rồi mình sẽ fill lại bằng đất vô trong những cái khe này. Thứ nhất là nó giữ cái tay chắc, thứ hai là nó có cái sự liên kết giữa cái body với lại cái tay ha. Thì cái gắn cái tay này vô á, cái vị trí thường là mọi khi mình sẽ làm rất là kỹ, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm tương đối thì miễn sao cho nó dính là được, chứ mình không có miết cho nó fit vô trong cái body, bởi vì sau này mình sẽ làm quần áo á, mình che nó lại. Ok, cái đoạn làm quần áo thì mình quên mất quay lại cho các bạn rồi. Nhưng mà cái đoạn này thì mình đã làm xong quần áo, cho nên là mình sẽ còn một thiếu một chút là cái khoảng hở giữa cái dây kéo với lại cái áo á, cái áo khoác bên ngoài á. Mình cần làm cho nó có một cái lớp vải, nhìn cho nó thật hơn chút xíu ha. Nhìn cho nó chi tiết hơn chút xíu. Ok, mình sẽ cắt ra. Vậy là giữa cái dây kéo với lại cái áo khoác á, nó có hai cái bát rồi. Mình nhìn nó cũng ổn ổn. Rồi tiếp tục là mình sẽ lên chi tiết cho cái nón. Cái nón này á, thì cái thương hiệu này cái dân hip hop, dân rapper hay đổi lắm. Mình coi trên mạng mình thấy như vậy, chứ mình cũng không có rành lắm về thời trang. Bây giờ mình sẽ làm cái logo ở trên cái nón ha. Các bạn nhìn thấy chi tiết vậy thôi, chứ thực ra nó không có chi tiết đâu, không có chi tiết quá đâu, bởi vì nhiều anh chị em mà nặng tượng á, làm còn nhỏ hơn cả mình nữa. Có những người làm cái chi tiết cực nhỏ luôn, nhưng mà mắt mình không có tốt. Với lại mình thì thích những cái tượng lớn hơn, cho nên là mình sẽ không có làm chi tiết quá nhỏ ha. Ok, rồi mình sẽ chỉnh lại chút xíu. Nói chung là tương đối thôi, chứ nó sẽ không có giống y chang như là cái logo được. Mình cũng không có ý định làm giống y chang ha. Tức là người ta nhìn vô người ta thấy là à, có cái nón cái kiểu nó như vậy. Ta-da, cuối cùng mình cũng đã xong rồi. Mình nghĩ là nó đẹp, nó ổn, nhưng mà nó sẽ thiếu cái gì đó. Cho nên từ giờ tới tập sau mình sẽ nghĩ đó, thiếu chỗ này nè. Chắc là mình sẽ nặng cho nó một embed để cho nó dắt đi chẳng hạn. Rồi đội nón lên. Dạo này mấy cái nhân vật của mình á, mình lấy cảm hứng từ bên rap Việt á, nó phải ngầu ngầu một chút.
Dạo này cả nhà cũng mê cái chương trình đó, coi rất là mang tính giải trí. Nhưng mà thực sự mình cảm thấy các bạn ở trên đó rất là tài năng và rất là cá tính. Cho nên là lần này mình quyết định nặng cái tượng này cũng mang một chút cá tính của dân hip hop, dân rap vào trong đó. Mình sẽ bắt đầu sơn cho nó trong nguyên một tập luôn. Ngoài cái việc sơn ra thì mình cũng sẽ decor, trang trí thêm những cái vật dụng khác để cho nó ra cái chất hip hop hơn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo của Bưởi Bưởi Studio nha.